Nam sinh 10 năm cõng bạn, em muốn vào đại học bằng chính năng lực của mình. Em muốn vào đại học bằng chính năng lực của mình, không dựa vào điều gì khác. Em đã đỗ vào y đa khoa của trường Đại học Y Dược Thái Bình bằng năng lực nên em quyết định sẽ theo học ở đây bằng đam mê. Nam sinh 10 năm cõng bạn tới trường Ngô Minh Hiếu, học sinh trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn năm Thanh Hóa đã chia sẻ với báo chí như vậy. Không có nguyện vọng xin đặc cách Thông tin Ngô Minh Hiếu, người đã suốt 10 năm qua cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường không đủ điểm để đỗ ngành y đa khoa Đại học Y Hà Nội, khiến nhiều người nối tiếc vì thiếu có 0,25 điểm. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 vừa qua, Nguyễn Tất Minh đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, còn Ngô Minh Hiếu đạt 28,15 điểm, không đủ điểm để đỗ ngành y đa khoa Đại học Y Hà Nội. Có một số ý kiến đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội đặt cách cho Hiếu. Tuy nhiên, Hiếu cho biết ngành y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội là nguyện vọng một của em. Tuy nhiên, xin để được đặt cách vào đó không phải là nguyện vọng của em. Mơ ước của em đã đạt được khi đỗ ngành y đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Hiếu bày tỏ sự biết ơn và trân trọng lòng tốt của những người đang lo và thương cho em. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Hiếu không muốn xin một suất trúng tuyển đặc biệt hay xin đặc cách em thiếu 0,25 điểm quá là nhiều so với những bạn chỉ thiếu 0,05 điểm. Thậm chí chắc có tới vài trăm bạn ở miền Bắc cũng thiếu 0,25 như em. Nếu xin đặc cách thì chắc chắn cũng có nhiều bạn đạt những thành tích tốt hoặc làm những việc tốt cũng có thể xin được. Hiếu chia sẻ và coi điều này sẽ gây khó khăn cho nhà trường, cho chính em và những bạn thí sinh khác. Ngô Minh Hiếu khẳng định, em muốn vào đại học bằng chính năng lực của mình, không dựa vào điều gì khác, Em đã đỗ vào y đa khoa của trường đại học y dược Thái Bình bằng năng lực nên em quyết định sẽ theo học ở đây bằng đam mê. Trước đó, khi điều chỉnh nguyện vọng, Hiếu dự đoán với phổ điểm cao như năm nay, điểm số 28,15 của em chỉ có khoảng 50% cơ hội đỗ ngành y đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Vì vậy, để chắc chắn hơn, Hiếu đã tham khảo ý kiến của thầy cô và quyết định đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành y đa khoa của trường Đại học Y Dược Thái Bình. Y đa khoa của Y Thái Bình chất lượng rất tốt nên em tin mình sẽ thực hiện được ước mơ khi học tập ở đây, Hiếu nói. Em may mắn hơn rất nhiều. Hiếu cũng bày tỏ niềm vui khi người bạn thân Nguyễn Tất Minh đã đạt nguyện vọng vào ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Em chỉ buồn khi tới đây sẽ học ở xa bạn, không được ở cạnh để giúp đỡ bạn Minh hàng ngày. Một người bạn đã gắn bó với em không phải 10 năm đâu mà từ khi chúng em còn rất nhỏ, Hiếu tâm sự. Tuy nhiên, qua chia sẻ của Hiếu, được biết hai em đã luôn nói với nhau về việc sau này sẽ phải tự lập trong cuộc sống. Em mong đây là bước ngoặt để bạn lấy động lực, cố gắng có thể sống và học tập không cần em, dù sao chúng em vẫn lẽ luôn giúp đỡ nhau trong khả năng có thể. Hiếu nhắn nhủ, điều mong mỏi nhất của Hiếu là khi học tập ở trường đại học Bách khoa Hà Nội và ở bất kỳ đâu, mình đều sẽ có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ luôn khẳng định mình là người may mắn, Hiếu nói, có nhiều bạn khó khăn, vất vả hơn em nhưng vẫn cố gắng học tập, không bao giờ bỏ học. Mặc dù khá bận nhưng bố mẹ Hiếu luôn dành sự quan tâm động viên Hiếu rằng dù học ở đâu, quan trọng là phải cố gắng nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình. Em coi đây là hạnh phúc của mình nên càng tự nhủ phải cố gắng hơn để không phụ lòng tin của bố mẹ, của bạn bè, đặc biệt là bạn Minh và tất cả mọi người. Em mong những thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng trong đợt 1 cũng có được sự quan tâm chia sẻ này, Hiếu nói. Sau khi quy trình lọc ảo kết thúc, một số trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2020 và cho đến ngày hôm nay thì tất cả các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Điều đặc biệt năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành cao chưa từng có. Vâng và điều này cũng được cho là phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tăng nên điểm trúng tuyển của một số trường cũng cao hơn nhiều so với năm ngoái. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên chương trình. Năm nay, ngành Hàn Quốc học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội mới chính thức tuyển sinh nhưng đã gây bất ngờ lớn với điểm chuẩn tuyệt đối 30 trên 30 điểm với tổ hợp C00 bao gồm các môn Văn, Sử, Địa tức là thí sinh phải đạt 3 điểm 10 hoặc phải được cộng điểm. Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường Đại học Hà Nội với 35,38 điểm. Ngành báo chí cũng gây chú ý khi điểm chuẩn năm nay tăng mạnh, tại Học viện Báo chí Tuyên truyền, chuyên ngành báo truyền hình tổ hợp môn ngữ văn năng khiếu báo chí khoa học xã hội lấy tới 34,25 điểm. Điểm chuẩn của viện đào tạo báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khối C00 là 28,5 điểm. Với khối ngành kinh tế, điểm chuẩn vào trường Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân hai trường đại học thuộc tốp đầu phía Bắc cũng đều tăng cao. Trong đó, điểm chuẩn vào trường đại học kinh tế quốc dân cao nhất lên đến 28,6 điểm và thấp nhất là 27 điểm với tổ hợp A00. Đối với khối trường kỹ thuật, điểm chuẩn giữa các trường có sự chênh lệch lớn. Điểm chuẩn cao nhất vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 29,04 điểm với ngành khoa học máy tính. Tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các ngành điểm chuẩn tăng từ 2 đến 3 điểm, trong đó ngành khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn của một số trường đại học kỹ thuật khác chỉ ở mức trung bình khá. Ngành cao nhất của trường Đại học Y Hà Nội là Y khoa lấy 28,9 điểm, điểm chuẩn vào trường Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 29 điểm ở ngành Luật kinh tế tổ hợp C00. Học viện Cảnh sát nhân dân điểm chuẩn vào các ngành nghiệp vụ cảnh sát, cao nhất đối với nữ là 27,73 điểm và cao nhất đối với nam là 23,9 điểm. Thí sinh đã trúng tuyển lưu ý phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày mùng 10 tháng 10 bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 về trường. Vì sao ngành Hàn Quốc học hot đến mức lấy điểm 30 trên 30? Phải đạt 30 trên 30 điểm mới có thể đỗ ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là mức điểm cao choáng váng. Vì sao ngành Hàn Quốc học lại hot đến vậy? Sau khi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn của ngành Hàn Quốc học, nhiều thí sinh choáng váng vì để đỗ được vào ngành này, thí sinh phải đạt 3 điểm 10, thang điểm 30 hoặc phải được cộng điểm. Những năm gần đây, các ngành liên quan đến Hàn Quốc học, ngôn ngữ Hàn Quốc, sư phạm tiếng Hàn Quốc rất hot. Tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành sư phạm tiếng Hàn Quốc có điểm chuẩn là 35,87, thang 40 điểm, đứng thứ hai về điểm chuẩn Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường này lấy 34,68 điểm cũng đứng trên nhiều ngành khác. Trao đổi thêm về ngành học này, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong 31 chương trình đào tạo của trường, ngành Hàn Quốc học có độ hấp dẫn về việc làm, lập nghiệp thuộc loại hàng đầu bởi chương trình đào tạo quá tốt, được đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ, cán bộ chất lượng cao, đội ngũ giáo viên người Hàn đông đảo chất lượng tốt. Sinh viên ngành này từ năm thứ ba đi kiến tập lương trung bình khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng. Từ năm thứ tư, các em đã ký hợp đồng với một công ty nào đó rồi. Ra trường, các em không chỉ làm thông ngôn mà còn có thể làm thư ký, quản trị, quản lý cho tập đoàn, làm việc trong các cơ quan bộ ngành ngoại giao. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội trước đây, Hàn Quốc học là chuyên ngành trong Đông phương học. Do nhu cầu phát triển độc lập, Hàn Quốc học đã được xây dựng thành ngành độc lập, tương đương với Đông phương học. Hiện nay, một người có thể dễ dàng sở hữu vài tài khoản ngân hàng, trong đó có một số tài khoản lâu ngày không sử dụng đến, thậm chí bị lãng quên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, những tài khoản hết hạn hoặc không giao dịch trong 3 tháng sắp tới có thể bị ngân hàng thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa. Đây là quy định mới trong dự thảo của ngân hàng nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng của ngân hàng nhà nước. Theo đó, những tài khoản ngân hàng được mở nhưng trong tối đa 90 ngày không hoạt động có thể phải hủy. Những tài khoản hết hạn hoặc không giao dịch trong 3 tháng sắp tới có thể bị ngân hàng thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa. Hiện nay có hàng chục triệu thẻ ngân hàng rác tồn tại trên thị trường. Lợi dụng kẽ hở, nhiều đối tượng lừa đảo đã lập khống các tài khoản và thẻ ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền từ ngân hàng hay ví đệ tử. Dự thảo này cũng quy định, ngân hàng cần bảo mật và chỉ cấp quyền truy cập thông tin thẻ cho một số nhân viên nhất định. Theo đó, thông tin thẻ chỉ được hiển thị tối đa 6 số đầu và 4 số cuối chỉ có chủ thể, một số nhân viên nghiệp vụ nhất định và cơ quan có thẩm quyền mới được phép xem đầy đủ thông tin thẻ ngân hàng.